Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em Dân mới về. Một số những cái mẫu sản phẩm bên em đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh để kênh của em nó có thể trở nên lớn mạnh hơn cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em, đó là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Em Dân thì ship có toàn quốc, đơn trên 300k thì em Dân sẽ miễn phí ship cho các bác, và đơn trên 500k thì như thường lệ thì vẫn có một số những mẫu phần quà nho nhỏ để gửi tặng đến quý cô bác anh chị đấy. Thì không để các bác chờ lâu nữa, em Dân xin đi luôn vào một số những mẫu sản phẩm mới bên em đấy. Như các bác biết rồi, video lần trước đấy, máy rửa xe này rất là ok luôn, sử dụng thứ nhất là sử dụng rất là ok, thứ hai là nó rất là nhỏ gọn, giá cả cũng phải chăng, rất dễ dàng lắp đặt cho chúng ta. Đấy, những cái bộ phận của nó thì nó cũng rất là đơn giản, và nó đi kèm theo nó là nó có đầy đủ cho các bác là sạc, củ sạc. Đấy, và pin thân máy. Đấy, thì đây một bộ này của nó đây. Đấy, đầy đủ các bác nhé. Đây, sạc thì các bác cắm vào đây. Sạc thì các bác cắm vào đây này. Đấy. Hàng đẹp luôn. Con này hàng Đài Loan. Đấy. Pin này, sạc này, các bộ phận chi tiết này. Các bộ phận chi tiết này, đây là hai cái bát của nó. Đấy. Xịt xương và xịt bụi này, xịt xương và xịt tròn. Đấy. Một cái mẫu dòng sản phẩm đây, các bác nhận hàng nhé, các bác nhận hàng thì các bác lắp pin vào. Tất cả máy đều em đều, tất cả máy em đều cho thử hết rồi, tất cả máy em đều cho thử hết rồi. Rất là khỏe luôn. Rất là khỏe. Dòng này cũng là dòng máy chủi than nhé các nhé. Con này dòng máy chủi than nên là nó cũng rất là khỏe luôn cho chúng ta luôn. Đấy, hàng của Đài Loan này rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp và chắc chắn. Đấy, và có một cái đảm bảo cho các bác luôn là sản phẩm em bán đúng như trong hình, đúng như trong video em quảng cáo nhé. Đấy, quảng cáo như nào là đúng như vậy. Đấy, tất cả các con này đây, ví dụ là hàng đây gửi cho các bác cũng thế này. Đây nhé, gửi cho các bác hàng thế này. Đúng như trong quảng cáo luôn, em Dân quảng cáo không khác một tẹo nào luôn. Đấy. À, đầy đủ các bộ phận như thế. Đấy. Thì một con máy rửa xe như này thì bên em Dân đang bán với giá là 570k. Để em ghi giá luôn đây. 570k. Và bao ship cho các bác 570.000 đồng và bao ship cho các bác nhé. Đấy. Máy rửa xe đây là con này có chức năng là chỗ này là để các bác cho xà phòng vào để rửa xe này. Đấy. Lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi. Lắp đặt cũng rất là đơn giản. Đây các bác xoáy vào. Đấy, các bác xoáy vào cho em. Đấy, rồi các bác xịt. Đấy, rồi các bác xịt thì cho nước vào đây các bác xịt. Đấy, video trước em đã giới thiệu ấy rồi, qua rồi. Hôm nay video này em giới thiệu qua lại cho các bác một chút thôi. Đấy. Thì một cái dòng máy rửa xe này rất là tiện lợi nhé. Dây của nó nhé, cái dây nó cũng rất là dài, nó hút chân không cho chúng ta. Các bác về các bác lắp đặt vào đây. Đấy. Các bác lắp đặt. Cái này để cho nó lọc để khỏi bẩn vào đây nhé. Đấy. Rồi các bác lắp đặt vào. Rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng và tiện lợi thôi. Đấy. 570.000 đồng một cái mẫu máy rửa xe này các bác nhé. 570.000 đồng một cái mẫu máy rửa xe này. Đấy. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Đấy, các bác đặt hàng liên hệ với em Dân nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like nhé, một nút đăng ký kênh. Đấy. Mẫu đầu tiên là mẫu máy rửa xe. Sản phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu miếng LED 12V này. Đấy, chúng ta về chúng ta hàn vào đây. Các bác về các bác hàn chân vào đây. LED cộng và LED trừ nhé. Đấy, hàn vào. Còn chúng ta sẽ sử dụng dây dài, dây rất dài. Các bác có thể sử dụng dây rất dài, các bác đấu ở trong bình ắc quy. Đấy, và các bác sử dụng lên. Các bác có thể nhìn thấy rất là sáng. Các bác có thể nhìn thấy nó rất là sáng nhé. Nó rất là sáng, những lúc mất điện, mất đóm các thứ thì các bác có thể sử dụng nó để chiếu sáng. Đấy. Con này thì nó có công suất của bên em đang có là 70W. Con này công suất của nó là 70W nhé. Rồi sử dụng rất là dễ dàng, các bác về đấu nối vào là xong. Các bác về hàn chân vào đây là xong. Đấy. Hàn chân vào, nếu bác nào mà không ấy thì bảo em là Dân ơi hàn cho anh một đoạn đấy. Dân ơi, để em tắt đi ạ. Các bác nào mà không biết hàn thì các bác có thể nhờ em hàn hộ vào đây cho. Đấy. Mũi hàn đấy em đã hàn rất là đẹp. Mũi hàn này em cũng hàn tương đối là đẹp rồi, vệ sinh sạch sẽ cho các bác luôn. Đấy. Thì các bác về các bác kẹp đúng, chỉ cần kẹp đúng cộng trừ, kẹp sai cũng không sao nhé. Kẹp sai cũng không sao. Đấy, con này thì bên em Dân đang bán với giá là 150k trên miếng.
trên miếng. Kích thước của con này thì chiều này của nó là 11. Đấy, chiều này của nó là 22. Đấy, 11 nhân 22. Đấy, và công suất của nó là 70W. Công suất của nó là 70W. Đấy, giá của nó là bên em dân đang bán với giá là 150.000 đồng một miếng. 150.000 một miếng. Con này sử dụng bằng cái nguồn điện của nó là nguồn điện 12V các bác nhé. Sử dụng cái dòng điện của nó là dòng điện 12V. Đấy, còn bán kèm theo nó nữa, đó là em bán theo cái bộ điều khiển. Đây các bác có thể nhìn thấy em bật tắt này. Đấy, bán kèm theo nó là bộ điều khiển. Đấy, bộ điều khiển của LED. Cái bộ điều khiển này thì các bác có thể sử dụng đến 24V cũng đều được. Thế nhưng mà con này thì đang là 12V. Đấy. Thì một bộ điều khiển này em bán kèm theo nó là 50.000 một bộ. Cả một bộ này các bác mua là 200. Một bộ này các bác mua là 200.000 nhé. Đây như các bác nhìn thấy này, dây em nối rất là dài này. Đấy nên là các bác cũng có thể sử dụng rất là dài. Đấy, rất là dài nhé. Đấy, LED 12V. Đấy, bộ LED 12V nhé. Hàng này khi các bác nhận hàng là hàng mới nhé. Khi các bác nhận hàng là hàng mới luôn. Nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Con này thì dùng rất là bền bỉ. Dùng rất là bền bỉ nhé. Miếng LED mới này. Khung đằng sau là khung nhôm nhé. Rất là chắc chắn, không bao giờ sợ bị gãy này. Trừ khi các bác đặt vào đây, đặt vào hai đầu gạch, các bác dẫm giữa này thì nó bị gãy thôi. Còn rất là an toàn. Rất là an toàn nhé. Đấy. Nói chung là khi các bác gửi nhận hàng thì bên em đã kiểm tra rồi. Hàng đảm bảo tất cả các thứ cho các bác luôn. Hàng thì đảm bảo tất cả với các bác cho các bác luôn nhé. Đấy. Một mẫu miếng LED 12V. Một mẫu miếng LED 12V. Bên em dân đang bán với giá là 150.000 một miếng. 150.000 một miếng. Đấy, đây là sản phẩm đầu tiên ở cái LED 12V ngày hôm nay. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo em dân xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái mẫu đèn trợ sáng. Đó là một cái mẫu đèn trợ sáng. Đấy. Một cái mẫu đèn trợ sáng này thì nó có sử dụng cái cũng sử dụng cái dòng điện 12V để các bác chế cháo lắp lên trên cái xe máy, lắp lên trên xe máy của chúng ta. Đấy, con này thì nó có 3 màu. Cái dòng này thì nó có 3 màu. Đấy, màu vàng, màu trắng và màu trắng vàng. Đấy, hai cái rất là rẻ luôn. Đây là một cái mẫu đèn trợ sáng bên em này. Đấy, con này thì công suất của nó là 25W. 25W này. Đấy, sử dụng điện từ 9V đến 36V. Nói chung là vẫn sử dụng được tất. Chúng ta hầu như chúng ta lắp vào những cái bình acquy của xe máy. Đấy, xe ô tô các bác lắp cũng vẫn được nhé. Đấy, xe ô tô các bác lắp cũng vẫn được. Đấy, thì các bác cứ nói chung là tốt nhất là các bác cứ để cho chúng ta là ở cái bình 12V. Bình 12V. Đây để em có thể chế ra luôn cho các bác luôn. Để em có thể thực hành luôn cho các bác luôn nhé. Đấy, tốt dây ra. Các bác nếu mà lắp trên xe máy nhá thì rất là đơn giản, các bác lắp đấu vào nguồn điện rồi chúng ta sử dụng. Ở đây tổng cộng nó có 4 cái dây. 4 cái dây. Đấy. Trong đó là một cái dây mát. Một cái dây là dây mát. Đấy, và 3 dây lửa. Và 3 dây lửa. Đây để em có thể đợi em trong một chút thôi. Đấy. Đây. Thường thường thì như dây đen nó là mát thì phải. Đúng rồi. Dây đen nó là mát có nhé. Dây đen nó là dây mát. Đấy thì nó có 3 màu. Đây để em xin giới thiệu cho các bác luôn nhé. Rất là sáng. Rất là sáng. Đợi em tuốt dài ra một tí. Để em buộc lại. Con này thì tổng cộng của nó là có 4 màu. À 3 màu. 3 màu, màu trắng, màu vàng. Đấy và trắng vàng. Đấy, còn đen là mát đây. Này em quặc một màu trước rồi nhé. Đây là màu vàng này. Dây vàng là màu vàng nhé. Rất là sáng các bác nhé. Đấy, ở đây là tầm gần thôi. Khi các bác ra ngoài đường ý, thì ví dụ là bác nào mà đi ô tô mà có hiện tượng mà nháy pha mà không tắt thì chúng ta chỉ cần nhích lên một tí thôi thì em nói thật với các bác là không nhìn thấy gì nữa luôn. Đấy, cái mẫu này nó hỗ trợ đèn trợ sáng. Con này có một cái cực hay đó là nó có quạt tản nhiệt này. Đằng sau này có quạt tản nhiệt này. Đấy, để nó làm mát thiết bị của chúng ta. Đấy, đây là màu ánh sáng vàng này. Còn đây là ánh sáng trắng này. Đấy. Ngoài ra thì các bác mua thì em sẽ tặng kèm theo cho chúng ta đó là một cái bộ điều khiển này. Đấy, thì các bác đấu nguồn vào đây, đấu nguồn vào giữa này. Đấy, còn hai bên này thì là hai pha. Đấy, để em thử luôn cho các bác luôn này.
Đây để em thử luôn cho các bác luôn nhé. Trong thời gian rất là ngắn thôi em sẽ thử luôn cho các bác cho nó dễ dàng nhất. Đây, các bác đấu vào đây. Đấy, rồi các bác bật công tắc này. Đấy. Đấy, các bác có thể bật công tắc. Đấy, là cái này, cái công tắc này các bác chế chế lên cái xe máy của chúng ta. Đặt lên xe máy của chúng ta là chúng ta chế được. Đây. Đấy, hai màu. Còn các bác muốn một phát hai màu nhé. Các bác muốn một phát hai màu thì nó là cái dây đỏ này. Nó là cái dây đỏ này. Nó là cái dây đỏ này. Đấy, nó là cái dây đỏ này thì các bác có thể lắp cái dây đỏ này vào cái pha xe của chúng ta cũng được. Đấy, thì nó hai màu nhưng mà thường thường thì cái này nó rất ít dùng. Đấy, rất ít dùng. Đấy, chúng ta chỉ dùng một là pha đỏ, hai là pha ấy thôi. Đấy. Ôi em xin lỗi. Đấy, một cái mẫu đèn pha LED đèn trợ sáng như này. Thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 250.000 đồng một bộ. Đây gồm một bộ của nó gồm có cả cái này. Đấy. Một bộ của nó có cả cái này. Đấy, thường thường thì em sẽ khi có nhận hàng em sẽ test đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đây là đèn trợ sáng và cách đấu em vừa xong đã chỉ cho các bác. Còn đi phụ kiện cho nó thì nó còn có những cái này để các bác treo lên xe máy nữa. Đấy, nhưng mà cái này thì cái đương nhiên là phải có rồi. Những cái phụ kiện này là đương nhiên là phải có rồi. Đấy, cho chúng ta. Đèn trợ sáng của hình quả cầu nhé. Nên là nó rất sáng mà nó rất tiết kiệm, nó không hại bình nhé. Nó rất sáng mà nó không hại bình cho chúng ta. Nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, nên là các bác yên tâm sử dụng nhé. 250.000 đồng một bộ này. 250.000 đồng một bộ đèn trợ sáng này. Một sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng mẫu kích điện. Kích điện này. Con này thì chúng ta cũng kích từ cái dòng điện 12V. Đấy, từ cái dòng điện 12V lên điện 220V. Con này thì nó có công suất của nó là 1000W. Nó có công suất của nó là 1000W nhé. Mẫu kích điện này. Đấy, các bác khi nhận hàng về nhé, các bác xoáy chặt vào. Xoáy chặt vào cho em. Rồi các bác kẹp vào đây. Lửa mát nhé. Lửa mát này. Đấy. Đấy. Lúc đầu tiên cắm lên cái sẽ quạt tản nhiệt, nó sẽ quay. Và nếu mà chúng ta không sử dụng mà nó chưa có tải thì nó sẽ không quay. Thì nó sẽ không chạy được nhé. Đây các bác đợi em một chút, em sẽ lấy quạt và lấy đo đồng hồ đo dòng vào đo cho các bác luôn. Đây nhé, em xin đo cái dòng điện của các bác cho các bác luôn này. Cái nào nhỉ? Cái này đúng không? Không biết rõ, không nắm rõ được. Đây để em xem. Không phải cái này. Đo vôn đây. Đấy, nguồn điện của nó ra là 223V. Đấy, nguồn điện là điện 220. Nguồn điện 220 nhé. Con này có công suất 1000W. Con này có công suất 1000W này. Đấy, đo dòng điện này. Và đây, thử thực tế nhé. Thực tế ví dụ là bổ là thử những cái bé bé thì nó khó. Đây, con này thì công suất của con máy cắt này là đây. Con máy cắt này chủ than, dòng chủ than 900W. 900W nhé. Và em thử thực tế luôn, con này nó kéo lên 900W thoải mái luôn. Nó kéo, nó sử dụng dòng 900W thoải mái. Đây, các bác cắm điện vào này. Máy cắt này nhé. Chạy ok luôn. Đấy, dòng này chạy rất là ok nhưng nó chạy rất là ok và ổn định nữa các bác nhé. Đấy, rất là ok và ổn định. Đấy, chạy rất là ok và ổn định luôn. Đây, con này vẫn chạy bình thường này. Cái kích này vẫn chạy bình thường cho chúng ta nhé. Đây. Đấy, cái đèn xanh này nó vẫn còn báo xanh thì là rất là ok. Lúc nào mà các bác nó báo đỏ thì là nó đang bị sự cố, thì các bác phải kiểm tra thứ nhất là nó có bị mo ve không. Những cái mà ví dụ các bác dùng đến 900W rồi thì các bác phải kiểm tra là thứ nhất là chân của nó này không được xê dịch để nó mo ve. Đấy, và cái đằng sau này các bác phải xoáy chặt để không được để nó mo ve. Đấy, thì là nó mới dùng an toàn được. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, nói chung là chúng ta cứ sử dụng cái dòng từ dưới 900W trở xuống. Chúng ta không nên sử dụng lên quá, tại vì làm sao cái gì thế lúc đầu tiên nó sẽ díu,
nó sẽ có độ díu, nên là chúng ta các bác sử dụng những cái dòng mà nó ghi là 1000W thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Nó chỉ có sử dụng từ 900W trở xuống, tại vì lúc mà khi chúng ta khởi động máy thì nó sẽ díu. Đấy, còn hàng này thì của nó là hộp mới. Đấy, em đã thử thực tế là 900W vẫn ok cho các bác luôn. Hộp của nó là hộp mới nhé. Hàng của nó là hàng mới, hàng nội địa chung xuất đi tất cả các nước. Đấy, hàng nội địa chung xuất cả đi tất cả các nước trên thế giới, nên là các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, thương hiệu của nó đây. Đấy, hàng này là hàng Invector. Nói chung là dùng rất là đảm bảo. Em dùng đấy các bác có thể nhìn nghe thấy tiếng máy cắt của nó. Nó rất là ok. Đấy, nó rất là ok này. Đấy, nó rất là ok nhé. Nó rất là ok. Và con này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 650k. 650.000 đồng. 650k. Đấy, 650.000 đồng một con dòng sản phẩm kích điện 12V này. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng kích. Con này thì kích to, công suất con này đến 3000W. Còn con này thì các bác cắm cơm thoải mái này. Đấy, nhà em thì lên máy phát rồi, nên là trước kia em đang sử dụng con này. Đấy, nó tâm sự thật luôn là em đang sử dụng con này. Đấy, và lên cái máy phát rồi nên là con này em sẽ thanh lý. Em cần thanh lý cho các bác. Đấy, con này thì trước kia em mua là hàng xịn. Nói chung là hàng này dùng rất là ok, em đã sử dụng. Cắm cơm, nói chung là cắm cơm, cắm ấm nước thoải mái. Cắm cơm, cắm ấm nước thoải mái. Đấy, cho chúng ta ví dụ là những lúc mất điện, nhưng mà bình thì bình này không bình này thì nó không nó hơi bé, bình là phải dùng bình to hơn. Đấy, bình của ô tô đây, em xin kẹp vào để em thử cho các bác này. Đấy, con này thì bình này nó hơi bé nên là đâm ra thì nó kẹp hơi khó. Đấy, bật công tắc này. Đây, dòng điện của nó lên đủ 220V thoải mái cho các bác luôn nhé. Cái dòng này nó lên điện rất là ok luôn. Dòng này lên điện rất là ok luôn, lên điện 220V cho các bác này. Đấy, 220V này. Đấy, kẹp đây. Đấy. Rất là ổn định nhé. Nó lên rất là ổn định luôn. Và đây, các bác cắm những cái dòng máy cắt các thứ này thì vào rất là đơn giản luôn. Nó còn hiển thị đồng hồ điện tử cho chúng ta này. Đấy, điện này ra là bao nhiêu này. Đấy, điện vào 12V này, điện ra là 220 này, phẩy 5 này. Đấy, nó hiển thị đồng hồ điện tử luôn. Công suất của con này nhé. Cái công suất của cái con này nó là lên đến 3000W. Đấy, và nó có rất là nhiều đầu cắm cho chúng ta. Ở đây thì có ấy này. Đấy. Nhưng mà cái bình ắc quy này thì chúng nó thực ra là rất là nhanh hết, tại vì làm sao, bình ắc quy này bình bé, bình xe máy thôi. Còn nếu mà bác nào muốn sử dụng cái dòng to này thì các bác sử dụng bằng cái bình ô tô, bằng cái bình ô tô. Con này thì còn, để em tắt đi em giới thiệu cho các bác luôn này. Con này thì có hai cái dòng quả tản nhiệt, nó có hai quả tản nhiệt này để cho ông ta bảo vệ thiết bị này. Đấy, rất là to và chắc chắn đây này. Em thực tế luôn, nhà em đang dùng mà thanh lý thôi chứ không phải là gì. Đây, bên này còn quạt tản nhiệt 12V, nó là ba cái. Đấy, con này là thanh lý thôi, tại vì là do là lên máy phát rồi nên là thanh lý cho các bác. Trước kia em mua nó là 3 triệu, thanh lý giá rẻ cho các bác xuống còn 2.700.000, thanh lý cho các bác xuống còn 2.700.000. Hàng vẫn còn ngon nguyên si luôn nhé, nó chỉ để lâu nó hơi bụi thôi, còn nhà em vẫn dùng vẫn rất là ngon. Nhà em vẫn dùng rất là ngon, cắm cơm thoải mái luôn. 2.700.000 đồng, có một con duy nhất thôi, có một con duy nhất thôi chứ không có nhiều đâu các nhé. Mà hàng này thì sử dụng rất là ok. Đấy, không có thì nó sẽ kêu cảnh báo này. Đấy, còn là chúng ta sử dụng lắp vào đây, chúng ta kẹp vào. Con này thì các bác mà ăn lẩu cũng được. Đấy, ăn lẩu cũng được. Đây. Sử dụng rất là ok luôn. Này, cắm ổ khác nữa này. Thoải mái luôn cho các bác nhé. Thoải mái luôn cho các bác luôn. Đấy, thoải mái luôn cho các bác luôn. Nên con này dùng rất là ok này, mà nó rất là an toàn. Ở đây có 3 cái ổ cắm sẵn cho các bác rồi. Các bác cắm nồi cơm trực tiếp vào đây luôn. Các bác cắm nồi cơm trực tiếp vào đây luôn. Điện ra đủ 220V nhé. Điện ra đủ 220V cho các bác luôn. Đấy, đồng hồ kẹp dòng này. Đồng hồ đo này. Đây nhé, 00 nhé. Đấy, vẫn là 225 này. Vẫn ra rất là ổn định này. Điện ra rất là ổn định. 3 chân cắm. Đấy, một con duy nhất. Một con duy nhất, giá bên em bán với giá là 2.700.000. Đây. 2.700.000, em mua hơn 3 triệu đấy. K
cái đấy là 2 triệu là chưa có vận chuyển nhé. Đấy, 2 triệu mấy là về nhà đấy, 3 triệu mấy là về nhà đấy, 2 triệu 700k. Đấy, bác nào có nhã ý thì em để lại cho. Đấy, tại vì cái hàng này là hàng thanh lý thôi. Cái hàng này là em sử dụng rồi, thực tế ra là mua về trông thế thôi, nhưng mà mới cắm được có 3 lần nồi cơm thôi, tại vì cũng ít khi mất điện, nhưng mà có cái là mình cũng sử dụng tốt, và chúng ta sử dụng những cái thiết bị ví dụ nhà có trẻ em có thứ rất là tiện. Rất là tiện, nói chung là con này rất là tiện này. Có con này để lâu nó cũng chả hỏng, các bác cứ để chỗ đừng ẩm mốc cho em là được. Đừng ẩm mốc cho em là được nhé. Đấy, đây là con 3.000W. Đấy, 3.000W là 2.700.000. Còn con 1.000W này thì là 650.000. Còn đây cái loại nhỏ đây, cái loại này là loại nhỏ nữa đấy. Còn cái loại bé hơn là dành cho các bác nào mà nhà các bác chỉ cần cắm quạt với cắm ánh sáng thôi, thì con này nó là thuộc dòng ok luôn. Đấy, con này thì không cắm được những cái dòng này, không cắm được những dòng máy khoan máy cắt. Đây em chỉ đo dòng điện cho các bác luôn nhé. Để em đo dòng điện cho các bác luôn này. Ra đủ 220V nên là các bác yên tâm. Đấy, ra đủ 220V. Đấy. Con này để đây nó lên. Đấy, đủ 220V. Đấy. Và con bé này thì bên em dân đang bán cái giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng một con kích bé này. Con kích này thì nó có công suất của nó là 220W thôi. 220W thôi nhé. Nó thiết kích của nó hơi nhỏ. Đấy, phù hợp cho các bác nào mà nhà chỉ cần cắm ánh sáng và cắm quạt, nhà có cháu nhỏ này, mùa hè hay là mùa các thứ thì cần có quạt hoặc là ánh sáng, ví dụ khi mất điện mất đóm mùa đông mưa bão nhiều. Đấy. Thì chúng ta có thể sử dụng thoải mái. Chúng ta có thể sử dụng thoải mái luôn. Đây là mẫu kích nhỏ. Đấy, thì đây là 3 mẫu kích nhé. Đấy là em có mẫu kích bên em có 3 mẫu. Đó là 220W, 1.000W và 3.000W. 3.000W thì các bác lưu ý nhé, có một con duy nhất thôi nhé, nên là các bác nhanh tay giúp em. Nhanh tay giúp em. Đấy, các bác nhìn này, dây của nó là 3.000W, nó tải nhiều nên là dây nó khác hoàn toàn luôn. Dây nó là dây chịu tải nên nó khác hoàn toàn luôn. Đấy. Nhưng mà các bác lưu ý nhé, cái bình này thì chỉ các bác chỉ cắm được một nồi cơm thôi. Em đã thử rồi. Cái bình này thì các bác chỉ cắm được một nồi cơm, mà cắm cái nồi cơm của chúng ta thôi, nó nhanh sôi thôi. Chỉ cắm những cái nồi cơm lâu sôi thì nó không được. Đấy, cắm được một nồi cơm hoặc một ấm nước, tại vì cái bình này bé. Bình này là nhà em bình cũ rồi. Nói chung bình mới thì có khả năng là hơn. Đấy. Một sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng cũng là 12V luôn. Đó là một cái mẫu bơm xe của Nhật. Máy bơm xe, máy bơm hơi, bơm lốp 12V của Nhật. Hàng nội địa Nhật nhé. Đấy. Ohashi.com. Đấy. Con này thì chúng ta bơm lốp. Đấy. Bơm lốp ô tô, xe đạp, xe máy, hàng của Marin Japan. Nói chung là hàng bên em thì rất là đa dạng và phong phú những cái hình thức. Đấy. Con này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 650.000 đồng. Đấy, em xin phép cho các bác luôn. Em xin phép được tạo test cho các bác luôn. Đấy. Con này thì tại vì nó có cái cổng USB kia nên em phải mượn tặng cái này nhé. Chứ nó không có theo cái kèm cái này đâu có nhé. Cái này là em mượn tặng của cái sản phẩm bên ngoài của em giới thiệu vào thôi. Chứ nó không có cái này. Đây là em mượn thôi nhé. Đây tại vì cái cổng này này. Cái cổng này là của nó là cổng USB. À cổng này là cổng cắm xe ô tô. Đây là em mượn tặng. Cắm này. Tay mình không giữ được thôi. Con này thì tối đa của nó có thể bơm được lên 6 kg. Nhưng cái vòng từ 5 đến 6 kg của nó là nó hơi tải cao rồi. Đấy, dưới 5 kg thì phải thoải mái. Các bác có thể bơm lốp ô tô con các thứ thì tuyệt vời. Đấy, thì rất là tuyệt vời nhé. Đấy, con này hàng của Nhật. Các bác có thể nghe tiếng máy của nó kêu là các bác biết rồi. Các bác có thể nghe tiếng máy của nó kêu các bác biết rồi, hàng đẹp. Hàng con này thì hàng đẹp luôn này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện hàng mới nhé. Hàng mới luôn khi các bác nhận hàng này. Hàng mới luôn này. Nên là các bác cứ yên tâm. Sản phẩm này. Đấy. Mẫu sản phẩm này thì bên em dân đang bán với giá là 650.000 đồng nhé. 650.000 đồng một cái mẫu bơm lốp ô tô này. Ô tô, xe đạp, xe máy này, bóng đá này, bơm hơi này. Đấy. Hàng mới luôn. Đấy. Con này dùng rất là tốt. Dùng rất là tốt nhé các bác nhé. Con này thì hàng này thì dùng thì các bác yên tâm. Đấy, có bảo hành cho các bác nhé. Có bảo hành và đã bảo đảm cho các bác luôn. Đấy, bảo hành không bằng em đảm bảo cho các bác là dùng tốt. Đảm bảo cho các bác là dùng tốt, thoải mái. Đấy, bên em có những cái chương trình rất là ok luôn. Và ngoài ra thì các bác sẽ được tặng kèm theo đó một cái lọ keo siêu dính nhé, theo những cái phần quà của sản phẩm này. Đấy.
Một sản phẩm tiếp theo bên em dần xin giới thiệu với các bác, hết pin chưa nhỉ? Rồi hết cái dòng pin rồi, thì bên em dần xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu cưa pin. Đấy. Mẫu cưa này thì cũng là cưa chổi than nhé, mẫu cưa này cũng dòng là dòng cưa chổi than ấy, nên là nó rất là khỏe. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 430.000 đồng bao ship. Đi theo máy của nó thì gồm có này, một thân máy đấy, những đủ như này luôn, và một cục sạc đấy, và những cái phụ kiện đi lắp theo, vào những phụ kiện đi lắp theo của chúng ta đấy. Một cái mẫu sản phẩm như thế này thì bên em dân đang bán với giá là 430.000 đồng. Để các bác có nhìn thấy này, em mang ra em cưa cây review cho các bác ấy. Nhưng mà nó vẫn rất là ngọt. Các bác lưu ý nhá, là các bác lắp đúng lưỡi cho em, các bác cứ lắp ngược lưỡi, lật ngược lưỡi xong là các bác bổ không cắt được, rất là khổ tâm đấy. Thực ra là hoàn về thì chấp nhận thôi, nhiều khi chấp nhận các bác cứ bổ là không cắt được, nhưng mà các bác lưu ý lưỡi này, các bác phải biết lắp lắp cắt đấy. Còn em cắt thì em lắp cắt vẫn rất là ngọt này đấy. Thì các bác bổ là máy vẫn chạy ngon, máy thì chạy ngon mà lại không cắt được cây thì nó là hơi vô lý, nên là các bác lưu ý giúp em nhé đấy. Và các bác lưu ý là có lúc cắt không thò tay vào đây đấy. Con này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 430.000 đồng và bao ship cho các bác. 430.000 đồng và bao ship cho các bác cái mẫu máy này, máy cưa pin này. Đấy. Một sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu sạc bình ắc quy. Một cái mẫu sạc bình ắc quy nhé. Con này thì nó có khử xung phát này. Nó có khử xung phát. Đấy. Sạc bình ô tô, sạc bình xe máy, sạc bình xe đạp điện. Đây em chỉ cho nó hiển thị lên để có thể giới thiệu cho các bác cho nó dễ nhé. Đấy. Con này nó có hiển thị báo nhiệt độ. Đấy, báo nhiệt độ này. Báo bao nhiêu vôn, bao nhiêu độ C và bao nhiêu A nữa cơ. Đấy. Và trước khi chúng ta cắm vào thì điện bao nhiêu A. Đây. Đấy. Và một cái mẫu sản phẩm này thì nó đây các bác điều chỉnh này, chỉnh chế độ này. Đây các bác chỉ để ý chấm xanh này. Đấy. Con này thì nó có quạt tản nhiệt để bảo vệ thiết bị. Con này thì chúng ta sử dụng được cái dòng điện 110, 100 đến 240V, 50Hz, max của nó lên đến 130W. Đấy, DC 12V đến 24V, các bác có thể sạc được bình 12V đến bình 24V. Con này thì sạc được bình 6Ah đến 30Ah và 30Ah đến 150Ah, tùy từng loại bình. Bình to, bình nhỏ chúng ta đều sạc được hết. Con này thì hàng nội địa chung xuất đi tất cả các nước trên thế giới, thương hiệu của nó thương hiệu Forsup. Đấy, và hàng này thì hàng điện tử thông minh nên là các bác yên tâm sử dụng. Ấy, khử xung phát, relay lại bình đầy đủ các thứ cả, đầy đủ thông báo nhiệt độ, cảnh báo sự cố. Nếu mà có sự cố thì cái này sạc này sẽ tự ngắt, đầy pin nó cũng sẽ tự ngắt, chúng ta không phải căn. Ấy, chúng ta không phải sợ phòng mình ắc quy các thứ hay gì cả. Hàng này cũng là hàng mới. Hàng này cũng là hàng mới luôn cho chúng ta luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm sử dụng. Cái mẫu sản phẩm như thế này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 360k. 360.000 đồng. Đấy, 360.000 đồng. Đấy. Còn bác nào mà muốn lấy cái số lượng của những cái sản phẩm này, số lượng nhiều thì các bác đặt trước cho em. Ví dụ là các bác bảo là dân ơi lấy cho anh vài con 3.000W này, thì các bác cứ báo trước cho em. Thì cái này thì em sẽ kiếm và em sẽ đặt cho các bác, giá của nó sẽ được rất ưu đãi. Giá của nó sẽ rất là ưu đãi. Đấy, đây là sạc bình ắc quy. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu, đây là mẫu đèn pha LED. Đèn pha LED nhé. Đấy, mẫu đèn pha LED này. Con đèn pha LED này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 250.000 đồng một con. Đèn pha LED. Đấy, đỏ màu vàng đây. Con này thì rất là tiện lợi. Đấy, chúng ta có 3 chế độ này. Đấy, chế độ nhấp nháy này. Hết pin rồi. Quên không sạc. Tí nữa em sẽ ra em sạc. Đây, để em sẽ lấy con khác em giới thiệu cho các bác. Đấy, 1 này. 2 này. Đấy, đỏ xanh này. Đấy. Con này thì rất là tiện lợi khi chúng ta sử dụng bằng 3 cái dòng pin, 3 cái con pin quả pin 18650 này. Hết pin hoặc chai pin các bác có thể bỏ ra thay. Đấy, hết pin thì các bác cắm sạc vào đây. Ở đây nó có lỗ cắm sạc. Đấy, hết pin thì các bác cắm sạc, hết pin thì các bác cắm sạc. Đấy, hàng này của nó cũng là hàng mới luôn. Hàng này của nó cũng là hàng mới. Công suất của con này thì là có công suất của nó là 30W. Đây, trong phụ kiện đi kèm trong này của nó này. Phụ kiện đi kèm trong này của nó này. Củ sạc, pin và tất cả toàn bộ máy của nó đầy đủ cho các bác lắp luôn. Đầy đủ cho các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Về chỉ việc sử dụng thôi. Và con này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 250.000 đồng một con này. 250.000 đồng một cái mẫu đèn pha LED này. Con này thì có thể sử dụng 50.000 giờ liên tục, công suất 30W, chịu được nhiệt độ 120 độ. Đấy, và 2400 lm này thì em chả biết là cái gì.
Con này thì có chỉ số chống nước nhé, nên là các bác đi mưa nhỏ không việc gì. Chỉ số nước của nó thì rất là khiêm tốn thôi, nó chỉ IP65 nhưng mà nó rất là cũng rất là ok. Đấy. Con này thì cái gì đây? 240V cắm sạc điện này. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Con này bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng. Đèn pha led. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu ổ điện đấu nối điều khiển từ xa. Trong này có một cái ổ đấu nối và một cái ổ điều khiển. Đấy, một cái mẫu sản phẩm như thế này thì các bác có thể đấu được đấu ở đây. Những cái dòng máy bơm nước. Đấy, máy bơm nước này. Máy bơm nước, bóng đèn điện đường hoặc là những cái đèn ngủ, điều tivi, tủ lạnh, máy bơm các thứ đều chúng ta đều có thể sử dụng hết. Máy nén khí các thứ để chúng ta điều khiển từ xa, hoặc là các bác nào nhà có trang trại các bác cần bật điện ở xa mà chúng ta không muốn đi lại nhiều mà thì chúng ta có thể bấm bằng nút điều khiển ở đây. Đấy, và chúng ta điều khiển rất là an toàn và tiện lợi. Con này thì chúng ta có thể điều khiển xa đến 1 km, điều khiển từ xa đến 1 km. Đấy, mẫu sản phẩm như thế này thì bên em dân đang bán với mức giá đó là 220.000 đồng. 220.000 đồng nhé. Đây, để em ghi giá vào đây. 220k. Đấy, con này thì có công suất của nó là 40W, à 40A. 40A nên là các bác có thể đấu nối được thoải mái luôn. Cái này thì sử dụng điện một pha. Điện một pha nhé. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu đèn 5 cánh. Đèn 5 cánh này. Dòng đèn 5 cánh này thì chúng ta sử dụng bằng cái dòng điện một dòng điện 220V. Công suất của con 5 cánh này thì có công suất của bên em là đang là 100W. 100W nhé. Đấy, 5 cánh. Đấy, đây các bác có thể nhìn thấy bóng của nó chưa? Đấy, 8 cánh nhà em đang dùng này, 5 cánh này, 6 cánh này. Này em đang dùng mấy loại. Đấy, để test, thứ nhất là test thời gian sử dụng, thứ hai là test sản phẩm độ sáng. Thì độ sáng và thời gian sử dụng thì em đang thấy rất là ok luôn. Đấy, có một số cái trường hợp là khi đến nó bị va đập, kể cả là bác không chưa kiểm tra hàng thì nó vẫn có thể bảo hành cho bọn em, vẫn có thể bảo hành cho các bác thoải mái. Đấy. Đây là một cái mẫu bóng đèn 5 cánh. Đấy, thì mẫu bóng đèn 5 cánh này thì bên em dân đang bán với giá là 150k trên một cái. 150.000 đồng một cái nhé. Bóng đèn 5 cánh này. Đấy, bóng đèn 5 cánh bên em dân đang bán với giá là 150.000 đồng một cái. Còn cái dòng bóng đèn 8 cánh nhé. Còn dòng bóng đèn 8 cánh thì nó to hơn một chút. Nó to hơn một chút cho chúng ta. Nhưng mà độ sáng của nó thì cũng rất là hơn rất là nhiều. Đấy, các bác có thể lắp ở những cái như kiểu là ở sân, ở nhà rộng. Nhà rộng thì chúng ta lắp, hoặc là ở sân. Lắp ở sân các bác bắn mái tôn rồi. Con này công suất của nó lên đến 200W. Đấy, con này công suất của nó lên đến 200W. Sản phẩm này thì bên em dân đang bán với giá là 200k trên cái. 200k một cái. Bóng đèn 8 cánh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cái vòng tròn nữa là 9. 9 điểm sáng. 9 điểm sáng nhé. Đấy, bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một cái mẫu bóng đèn 8 cánh này. Đấy. Hàng này thì dùng rất là chất lượng và đẹp luôn. Hàng này dùng rất là chất lượng và đẹp luôn nhé. Đấy. Thì vừa rồi thì em dân vừa mới giới thiệu tới cô quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em đang có phân phối. Các bác ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp tới em dân qua số hotline của bên em. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.